101 câu chuyện. Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh 101 câu chuyện nha. Và câu chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học trang điểm. Bởi vì là con gái thì chúng ta phải xinh, phải biết cách để trang điểm. Tuy nhiên, lần đầu tiên vẽ lên mặt là sẽ tiêu liền. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ dùng bộ bút chì màu này nè, mua ở shop BFGB với giá là 36.000 đồng, có giá có 18 mộc để chúng ta sẽ học trang điểm ở trên cái tờ giấy này nha. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ lấy cây bút chì đen ra để vẽ một cái khuôn mặt. Khuôn mặt của các bạn hình gì? Khuôn mặt của tôi hình chữ U nhé. Đó, khuôn mặt của tôi hình chữ U. Tôi sẽ học cách trang điểm hình chữ U nha. Hôm nay tôi sẽ chỉ các bạn trang điểm khuôn mặt hình chữ U. Chữ U hơi méo. Tóc của các bạn để kiểu gì vậy? Tóc của mình thì đang để là cái kiểu trẻ mái như thế này. Đó, đang để kiểu trẻ mái như thế này. Rồi, cặp mắt của bạn to hay nhỏ? Cặp mắt của tôi thì nó nhỏ xíu như thế này thôi. Bây giờ mình sẽ đang vẽ cái khuôn mặt của mình lên trên đây nè. Đó, cặp mắt của tôi nhỏ mà dài như thế này. Còn cái mũi của tôi á thì nó lại to như thế này. Đó. Và chân mày của tôi hả? Chân mày của tôi nó đi xuống như thế này. Đó, nhìn cái mặt rất là buồn luôn. Này, tôi có một cái cặp chân mày nó đi xuống như thế này. Và miệng của tôi, đây là cái miệng của tôi. Tôi tưởng tượng nó sẽ là một cái hình trái tim. Đây là con mắt của tôi. Đó, cặp mắt có lông mi. Đây. Rồi các bạn ngắm xem tôi có đẹp hay không. Đây là phần lỗ tai của tôi. Đó. Và tóc của tôi thẳng xuống như thế này. Đó, đây là cổ của tôi. Rồi, các bạn thấy tôi có đẹp hay không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng trang điểm cho tôi nha, để xem có khá hơn không. Và như chuyên gia đã nói, cặp chân mày mà nó sụi xuống như thế này thì rất là buồn. Cho nên tôi sẽ lấy con dao cạo, không có thì mình lấy cái cục gôm nha. Đó, tôi sẽ cạo đi cái phần đuôi của chân mày như thế này. Đây các bạn nha, mình sẽ cạo, mình sẽ tỉa bớt đi cái phần đuôi. Đó, bởi vì nó trông nó sệ xuống quá. Như thế này, đó, chỉ còn hai chấm hai bên. Và bước tiếp theo thì chúng ta sẽ đánh phấn nha mọi người. Nhưng ở đây không có một cái màu nào phù hợp với màu da của tôi luôn. Tôi quyết định sẽ lấy cái màu cam này nè. Bởi vì tờ giấy nó quá trắng bệch, rất là giả trân luôn. Cho nên là tôi sẽ đánh một lớp mờ màu cam lên như thế này nha mọi người. Đây nè, một lớp rất là mờ luôn. Thấy không? Mờ lắm luôn nha. Đó, giống như là mình đang đánh phấn vậy đó. Rồi, tôi đã đánh xong phần phấn nền này đó. Bây giờ đó thì tôi sẽ đánh như thế nào nữa ta? Hai bên má của tôi nè, nó hơi to quá, nhìn nó sẽ không có được thon. Cho nên là tôi sẽ đánh cho cái phần này nó đậm hơn một chút nha. Đó, tôi sẽ dùng phấn để che khuyết điểm đó mọi người. Đây ha, tôi sẽ dùng khuyết điểm che bớt cái chỗ này lại. Đó, như thế này. Đó, các bạn cứ đánh đậm hai cái bên má một chút xíu nha. Dùng cái màu phấn của mình nó sẽ đậm hơn một chút xíu là được. Nhưng nếu dùng màu cam không thì chưa đủ đâu. Tôi sẽ dùng thêm màu nâu. Đây các bạn xem nè. Đó, tôi sẽ viền nâu chỗ này nè. Đó, để cho khuôn mặt tôi nó sẽ thon hơn, nhìn nó vi lai đẹp hơn ha, không có bị gọi là béo ú. Những bạn nào có khuôn mặt chữ U giống như mình thì nhớ lưu ý nha. Đó, mình sẽ đánh cho hai bên này cái phần phấn nền nó đậm hơn một chút xíu, nhìn khuôn mặt của chúng ta nó sẽ đẹp hơn. Ok, tiếp theo thì tôi sẽ vẽ cái sống mũi của mình. Nó sẽ nào, tôi cũng sẽ lấy cái phấn nè để tôi làm cái phần sống mũi của mình cho nó gọn hơn, nó không có bị to ra như thế này nha. Đây, sẽ đánh hai cái bên này nè. Đó, đó mọi người ơi ha, mọi người chú ý nha, mình sẽ đánh cho nó thon lại. Hai bên này mình cũng sẽ dùng màu tối nè. Đó, để mình đánh nhìn cái mũi của mình nó sẽ thon hơn và cao hơn. Rồi, do chiếc mũi quá to nhưng bây giờ nó cũng đã có cái sống rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh đến cái phần chân mày nha. Đây, chân mày hồi nãy nó đi xuống quá. Bây giờ thì chúng ta sẽ vẽ một cái đường lá liễu đi lên như thế này. Đó, nhìn khuôn mặt nó sẽ sáng hơn. Đó, các bạn xem ha. Bây giờ trong tôi nó đã không còn vẻ mặt u buồn nữa. Đó. Nha, bên đây cũng tương tự như vậy. Đó. Nhà trang điểm đã trang điểm vẽ cho tôi một cặp chân mày. Đó. Hai bên đây người ta sẽ canh cho nó bằng nhau. Ok, còn cặp mắt quá nhỏ thì sao? Người ta sẽ vẽ cho nó đen cái phần này lên nha. Đây các bạn xem nè, người ta sẽ vẽ cho đen lên. Đó, vẽ đen lên ở mí nè. Nhìn nó sẽ đậm hơn, to hơn rồi đó.
Rồi sau đó đó nha, bên chân mày mình sẽ vẽ thêm, nó sẽ vẽ thêm phần mí vô. Người ta sẽ làm cái phần mí giả cho mình á, người ta sẽ gắn thêm phần mí giả như thế này. Wow, nhìn tôi đã sắc sảo hơn. Sau đó lông mi thì người ta sẽ gắn cho tôi phần mí giả nè, dài hơn nha mọi người. Đó, sẽ gắn cho phần mí giả như thế này. Tiếp theo thì chúng tôi sẽ tìm cái màu mắt. Màu mắt thì mình thích màu galaxy cơ, cho nên mình sẽ dùng màu xanh, màu tím và màu hồng luôn nha. Ba màu này sẽ tạo lên được cái màu galaxy. Và mình sẽ đánh màu tím nha. Màu tím thì mình sẽ trang điểm ở phần đuôi mắt nha các bạn. Đó, mình sẽ trang điểm ở phần đuôi mắt nha. Mình sẽ vẽ lên như thế này. Ánh tím rồi, mọi người nhìn kỹ không? Đây nha. Tương tự như vậy thì chúng ta cũng sẽ vẽ là phần màu tím ở đây. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ đánh phần màu hồng ở chính giữa nè. Này. Nó có được phần màu hồng ở chính giữa. Và cuối cùng thì mình sẽ đánh là phần màu xanh. Đó, phần màu xanh như thế này. Và chúng ta cần phải đánh cho nó đều màu hơn. Các bạn thích là xanh nhiều hay là hồng nhiều? Mình thích màu xanh nhiều hơn, cho nên là mình sẽ đánh màu xanh nó tràn qua luôn tất cả những cái màu này nha. À, tràn qua luôn để nhìn cho nó đều á. Ok, tiếp theo thì cái phần trên đây nè, cái này là mình đánh phần mí thôi ha. Đó, phần trên đây thì các bạn cũng sẽ đánh nhưng mà đánh nhạt thôi. Đó, đánh ở đây là màu tím nha, rất là nhạt. Đó, màu tím nè, thấy không, đánh rất là nhạt nha. Các bạn chú ý là đánh ở phần trên này là nhạt thôi ha. Sau đó thì mình sẽ lấy phần màu vàng nè. Đó, để mình tô ở phía trên này nè cho nó nổi bật lên. Đây, đó, mình sẽ tô cái phần này. Tương tự như vậy nha, mình sẽ tô bên này. Tuy nhiên ở phía trên nó quá đậm nhưng mà ở phía dưới thì nó lại quá hiền, nó không có màu gì hết đúng không mọi người? Cho nên là mình sẽ về một ít màu xanh xuống dưới đây luôn nha. Đó, mình sẽ về một ít màu xanh. Như thế này nè. Ok. Ta-da! Và bây giờ tới một cái bước mình rất là thích, đó là mình sẽ đánh má hồng. Đây các bạn nhớ đánh là theo dọc xéo như thế này nha, từ chân mày cho tới cánh mũi nha. Mình đánh xéo như thế này. Đó, đánh xéo tới khoảng giữa mắt là được rồi. Đây mình sẽ đánh má hồng, đánh nhạt thôi nha, đánh đậm quá là người ta nói mình bị sến á. Rất là nhạt và rất là kiên trì đánh. Đó, tương tự như vậy đánh ở bên đây luôn. Rồi nha, nó hồng nhẹ như thế này là được rồi. Còn nếu như mà các bạn muốn nhấn nhá thêm á, cho khuôn mặt của mình nó thơm hơn, thì các bạn có thể đánh một ít màu tối tối nè, ở ngay cái xương gò má nè. Đó, mình đánh cho nó vô một xíu đây nữa nha. Đó, đây là cách đánh phấn á, nhìn cho cái mặt nó sẽ thơm hơn. Đây ha, này, ngay cái chỗ xương nè. Đó, mình đánh một chút xíu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ điểm một cái nhân trung nha. Đây nè, cái nhân trung thì ai cũng có hết. Hồi nãy chị quên vẽ. Rồi, tiếp đến thì cái chỗ này nè, từ cái sống mũi cho tới cái chân mày á, thì các bạn cũng sẽ tô cho nó đậm lên nha, để thấy cái sống mũi mình nó cao. Đó. Tô hai bên thôi ha, chừa cái khoảng trắng ở chính giữa này. Và như vậy là đã gần xong rồi, bây giờ thì chúng ta chỉ cần tô đôi môi thôi nha. Đây thì môi thì mình cũng tiếp tục là chọn màu hồng. Đó, và một cái màu đậm hơn như thế này nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ tô màu hồng lên. Đó. Tô đè mạnh lên nha, hồi nãy trên đây là mình tô rất là lợt. Bây giờ mình sẽ tô đậm lên. Hồng cánh sen luôn. Đây. Đi ăn tiệc là cái màu nó phải tươi lên nha. À. Đó. Bây giờ mình sẽ dùng cái màu đậm này nè để mình viền nha. Đó, mình viền một chút xíu.
ở cái phần bìa nè đó, để cho nó gọn cái môi mình lại, cho nó hình trái tim á, tại môi mình to quá. Này các bạn xem ha, đó, gọn hơn một chút xíu rồi đó. Viền một chút xíu, ăn cái màu đậm này nha. Ok, và cuối cùng thì chúng ta sẽ đeo kính áp tròng cho cô gái này nha. Đây, chúng ta sẽ lấy một cái màu xanh đi, màu xanh tím nè. Đó, mình sẽ đeo cái kính áp tròng vô. Đó, như này nha. Đây, đó, để cho nó đẹp hơn. Và như vậy là chúng ta đã trang điểm xong rồi nè. So với hồi nãy các bạn thấy có đẹp hơn hay không? Và bây giờ chúng ta sẽ vẽ thêm phần tóc nha. Thì tóc của mình nó sẽ có là màu đen. Màu đen đâu rồi? Đây nhé. Thì mình sẽ vẽ tóc của mình màu đen. Đây. Việc vẽ tóc thì mình sẽ vẽ phần mái trước. Này các bạn nha. Mình sẽ vẽ phần mái tóc. Đến cái phần tóc dài xõa xuống như thế này. Và người thợ còn có làm tóc cho mình phồng ra. Đây ha, làm cho nó phồng ra và nó cúp vô như thế này nè. À, chứ hồi nãy tóc của mình nó thẳng quá. Nó thẳng quá thì nó cũng không có được đẹp đó. Cho nên là người ta nói là nên làm tóc cho nó cúp vô như thế này. À, nhìn khuôn mặt nó sẽ bầu bỉnh hơn. Và sau đó lại còn chừa ít một ít tóc như thế này nữa mọi người. Đó, chừa một ít tóc mái xuống như thế này nữa nha. Ta-da! Và như vậy là bức tranh, không phải là bức tranh nữa, mà là bài trang điểm khuôn mặt chữ U có cầu vồng trên mắt. Đó, đã hoàn thành rồi, không biết là các bạn có thích hay không nha. Lần sau thì mình sẽ cùng nhau trang điểm khuôn mặt chữ O, rồi chữ V, tất cả các loại chữ luôn nha. Đó, và người ta cũng làm tóc đồ lại rồi nè. So với ban đầu thì đã thấy tươi tắn hơn rất là nhiều rồi. Nếu như bạn nào cảm thấy giống như mình và đồng ý thì bấm like và đăng ký thành viên kênh để chúng ta cùng theo dõi những bài trang điểm tiếp theo nha. Còn video thì đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại ở video sau. Chúc các bạn luôn xinh đẹp.